Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa nhận được thông báo của Linh Mục Tổng Giám đốc cho biết rằng bắt đầu từ tháng 10, quý vị sẽ được theo dõi chương trình tin tức của Dương Đại Hải vào ngày thứ hai, ngày Chủ nhật. Đó, ngày Chủ nhật, Chủ nhật sẽ chiếu 3 lần. Một lần từ 4 giờ sáng, lần thứ nhì là 7 giờ sáng, lần thứ ba là 7 giờ tối. Cho nên mời quý vị, kính mời quý vị theo dõi nhé. Là cái ngày Chủ nhật, Dương Đại Hải sẽ hầu chuyện quý vị 3 lần. Lần thứ nhất là 4 giờ sáng, lần thứ nhì là 7 giờ sáng, lần thứ ba là 7 giờ tối. Vì quá nhiều khán giả yêu cầu để chúng ta theo dõi tin tức liên tục. Vì từ trước đến giờ ngày thứ bảy và Chủ nhật, Dương Đại Hải không có chương trình. Và theo lời yêu cầu của khán giả thì Ban Giám đốc đã quyết định để tăng lên ngày Chủ nhật, Dương Đại Hải sẽ hầu chuyện quý vị 3 lần. Lần thứ nhất là 4 giờ sáng, lần thứ nhì là 7 giờ sáng, lần thứ ba là 7 giờ tối. Đó. Rồi tối thứ sáu thì vẫn như thường. Và ngày thứ hai trở đi cũng vẫn như thế. Và vì lâu nay cứ thứ sáu cuối tháng không có chương trình của Dương Đại Hải, cho nên để kính mời quý vị theo dõi vào cái ngày Chủ nhật, Linh Mục Tổng Giám đốc trân trọng thông báo. Và theo lời của Linh Mục Tổng Giám đốc thì có một số khán giả yêu cầu là muốn cầu nguyện cho Dương Đại Hải vì bệnh tật nhiều, cho nên có một số khán giả muốn đóng góp với đài là xin đài gì phát những cái bài nhạc mà có vẻ thiêng liêng để Dương Đại Hải được bình an. Thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị khán giả nhé. Mà quý vị là thương yêu quá, kiểu là chắc tôi chết cũng không yên tâm đâu. Vì quý vị thương yêu quá như là gia đình ruột thịt. Ruột thịt còn chưa thấy nói tới, chứ đừng nói cái chuyện là bảo là người ngoài. Mà quý vị lại thương như vậy, xin ơn trên phù hộ chúng ta và trả công bội hậu cho quý vị. Và bây giờ chúng ta tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay là như thế nào. Quý vị đã thấy tội trạng của Joe Biden và gia đình chưa? Xin quý vị một lần nữa tìm cuốn sách đọc đang bán chạy như tôm tươi. Đó là cuốn Secret Empire, How the American Political Class Hide Corruption and Rich Family and Friends. Nếu dịch cho tiếng Việt nó sẽ là gọi là những cái tay chính trị chuyên nghiệp làm thế nào mà có thể giấu giếm được cái vấn đề tham nhũng hối lộ của họ để có thể đem lại giàu có cho gia đình họ và phe nhóm. Tác giả là Peter Schweizer. Và khi nào quý vị không biết chỗ mua, Dương Đại Hải sẽ thông báo. Mà vì cái chỗ mà tội của Joe Biden như vậy, cho nên ông Tổng thống Donald Trump, ông ta đã ra lệnh cho ông luật sư riêng là Giuliani, cũng là nguyên là thị trưởng của New York trong cái thời 9-11. Rồi ông Bộ trưởng Tư pháp William Barr hợp tác với chính phủ của Ukraine. Trong cái câu chuyện điện thoại vào ngày 25 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã gọi điện thoại để chúc mừng ông tân Tổng thống của nước này đã trúng cử là ông Zelensky. Và trong lúc nói chuyện thì ông Zelensky có bàn đến vấn đề Joe Biden. Thì Tổng thống Donald Trump có nói rằng nếu vậy thì ông biết nhiều chuyện của nước tôi như thế thì tôi cũng sẽ đáp lễ bằng cách tôi sẽ ra lệnh cho luật sư của tôi là Giuliani và ra lệnh cho Bộ Tư pháp để gọi điện thoại với ông và làm việc để điều tra về vấn đề cha con Joe Biden tham nhũng và làm ăn ở ngoại quốc mà không khai báo. Thế thì Đảng Dân Chủ bây giờ coi như ru lên cầm cập. Cho nên quý vị cũng thông cảm cho Joe Biden tại sao trong mấy tuần vừa rồi như mất hồn, nói đâu quên đấy. Thậm chí mà
ra tranh luận cũng bị Beto O'Rourke, là anh chàng tranh cử mà trẻ con, nói rằng ông Joe Biden ông vừa nói mà giờ ông lại quên rồi à? Cho nên con người ta khi mà khủng hoảng thì nó có nhiều điều tăm tối. Chúng ta mở con đề xa một chút. Tất cả những con người ta mau già trên thế gian cũng chỉ vì cái chỗ tâm mà ra. Khi mà tâm nó bệnh thì thân thể biếng ăn, mất ngủ. Mà khi quý vị mất ngủ một đêm thôi mà lại không ăn uống khỏe thì miệng nó đắng. Miệng nó đắng thì không ăn ngon. Không ăn ngon mà không được ngủ yên thì bệnh. Con người thẫn thờ, con người bần thần. Cho nên cái vấn đề chữa bệnh, quý vị đừng lo quý vị có bệnh, mà quý vị nên lo cái tâm hồn quý vị nó có bình hay không. Cho nên các bạn thường chúc nhau, các vị tu sĩ bên Phật thường chúc nhau thân tâm thường an lạc. Câu nói đó mới là cái bí quyết để giữ hạnh phúc ở đời. Hạnh phúc ở đời không phải là giàu. Thế bằng chứng thế, quý vị thấy có nhiều người có giàu bị người ta chửi. Giàu mà không biết ăn nói, họ bỏ mất dạy, nhục nhã cho dòng họ, nhục nhã cho vợ chồng, nhục nhã cho con cháu. Thế thì chẳng thà đừng có thì hơn, có phải không? Cho nên tiền không phải là một phương tiện đem lại hạnh phúc. Tiền chỉ có thể đem hạnh phúc cho những người đánh bạc, vì họ cần tiền họ đánh bạc. Cho nên quý vị thấy có nhiều người đàn bà đàn ông đánh bạc mà thua rồi về người nó bần thần. Rồi lúc mà không có tiền là cuồng chí, chửi chồng, chửi con, láo. Thế thì cái anh chàng này cũng thế. Joe Biden trong mấy ngày hôm nay bị chửi vì vấn đề Donald Trump đã ra lệnh cho Giuliani và ông Bộ trưởng Tư pháp điều tra vấn đề nó tham nhũng ở bên Ukraine. Rồi cái nguyên nhân thứ hai nó đau khổ là vì Joe Biden này ăn gian ăn cắp trong cái thời bậc tổng thống Tymoshenko, là ông tổng thống cũ của Ukraine. Mà trong tháng 7 vừa rồi đã có cuộc tổng tuyển cử thì ông tổng thống mới Zelensky này đã trở thành tổng thống của nước Ukraine. Và trong cuộc điện đàm 30 phút vào ngày 25 tháng 7 từ 9:03 đến 9:33, ông tổng thống Ukraine đã chấp nhận với ông tổng thống Donald Trump: tôi hứa với tổng thống tôi sẽ cộng tác và tôi sẽ đề nghị cử một ông tổng biện lý mới để điều tra. Là vì Joe Biden còn cái tội nặng nữa là năm 2014-15 vận động ông tổng thống cũ của Tymoshenko của Ukraine sa thải anh chàng tổng biện lý mà người muốn điều tra con trai của Joe Biden. Tên anh ta là tổng biện lý, đó tên là gì nhỉ? Anh ta tên tổng biện lý mà bị đuổi, đó là anh Zelensky là ông tổng thống này. Rồi cái anh tổng biện lý đó là anh Gorsuch. Và cuối cùng tổng thống Ukraine phải nghe lời Joe Biden sa thải anh tổng biện lý. Thế thì bây giờ tổng thống mới lên thì ông ta sẽ có nhân viên mới. Và nhân viên mới này sẽ hợp tác với Mỹ qua lệnh của ông tổng thống. Vì vậy cho nên Đảng Dân Chủ lợi dụng cái câu chuyện là nói rằng ông Donald Trump đã liên lạc với ngoại bang để mà tố khổ điều tra cựu phó tổng thống Mỹ. Đó là một việc phản quốc, là vì tổng thống làm việc với ngoại bang, giống như là phản quốc khi hợp tác với Nga. Nhưng mà đó là nói láo của Hillary và Đảng Dân Chủ. Còn bây giờ thì có bằng chứng thật. Ông ta có gọi điện thoại cho ông Tổng thống Tymoshenko, Zelensky. Nhưng mà không phải là để hợp tác mà là áp phe, mà là để điều tra tội phạm Hoa Kỳ. Thì đó là cái việc rất thích hợp. Cho nên Tổng thống Donald Trump khi mà nghe cái chuyện Đảng Dân Chủ nó đang sửa soạn để mà tố khổ ông ấy, thì ông nói một câu đơn sơ lắm. Ông bảo cái chuyện rùi bu, làm cái chuyện chúng mày đang có tội, tao sắp sửa đưa ra tòa cả lũ, mà còn giở cái giọng điều tra mà điều tra ma. Thế ông nói cái chữ là witch hunt, cũng là một cuộc săn lùng phù thủy nữa sau cái cuốn Mueller. Cho nên câu chuyện này ngày hôm nay
Nancy Pelosi đã ra quốc hội chính thức tuyên bố mở cuộc đàn hạch và truất phế ông Donald Trump. Phản ứng ra sao? Quá hay. Cái phản ứng thứ nhất là ông Giuliani của ông Donald Trump nói rằng là cái tụi dân chủ này nó không biết câu chuyện. Một người như Donald Trump đã là tỷ phú rồi, buôn bán với thế giới rồi, thì ông ta phải hiểu việc của ông ta là. Ý của ông Giuliani nói rằng cái tụi dân chủ này nó ngố. Nó ngu thì tội, nó là ngố rừng. Đó là cái tụi này nó chả biết cái gì cả. Cái mụ già Pelosi năm nay 80 ngoài rồi, không hiểu phải hiểu trái. Nghe mấy cái con bé đàn áp của cái con bé bán ba của mấy cái cơ là co tệt, rồi hai cái con khùng Ả Rập là con Omar, là cái con phản bội lăng nhăng tối ngày bầu bịch kép nhí, ham mấy thằng trẻ, mấy cái thằng trẻ bụi đời, bây giờ nó áp lực với mụ già này, mụ phải truất phế tổng thống, mặc dù mụ biết đây là chuyện rủi bu. Rồi nói đến ông Lindsey Graham, ông thượng nghị sĩ chủ tịch ủy ban tư pháp của thượng viện, ông ấy bảo rằng là đảng dân chủ này làm chỉ có lợi cho Donald Trump, vì bây giờ cả nước được vào coi cái cuộc nói chuyện của ông tổng thống Mỹ Donald Trump với lại ông tổng thống Ukraine Zelensky, và trong đó không có cái phần nào là ông tổng thống Donald Trump thông đồng với ngoại quốc, mà là ngoại quốc tố cáo phó tổng thống Mỹ, cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden và gia đình của ông ta là tham nhũng, là hối lộ và là hợp tác với ngoại quốc, vì cựu phó tổng thống có đứa con trai lại làm việc giám đốc về khí đốt của Ukraine. Thì bây giờ quý vị là người bình dân, không cần nói đến kinh tế ra và luật ra mất thì giờ, quý vị thấy Joe Biden bây giờ đi đâu? Sẽ đi vào tù, sớm hay muộn mà thôi. Sau đó là Hillary. Kính chúc quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu, và xin ơn trên phù hộ chúng ta.